Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành. Hãy cùng chào đón 7 thí sinh tươi trẻ của bước nhảy ngàn cân. Hot girl với nụ cười tỏa nắng, Tô Tố. Soái ca tương lai, Lộc Vương. Nhà thiết kế quyến rũ, Nga Nguyễn. Cựu vận động viên judo, Ngọc Khánh. Cô giáo mạnh mẽ, Mai Trang. Nam thần dance world, Thái Sơn. Ca sĩ ngàn cân, Xuân Lộc. Đó chính là 7 thí sinh tươi trẻ của chương trình Bước nhảy ngàn cân mùa 2. Quý vị đang theo dõi chương trình Bước nhảy ngàn cân, đồng hành với nhãn hàng trà thảo mộc Dr. Thanh. Hãy cùng chào đón MC Trấn Thành. Trấn Thành xin được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang đến với chương trình Bước nhảy ngàn cân Dance Your Fat Off. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần trình diễn của 7 thí sinh mà phải nói là hôm nay họ đã khoác lên mình những cái bộ áo mới mà chưa bao giờ họ nghĩ là họ sẽ mặc vừa. Và rõ ràng là sau nhiều tuần thi, họ đã có những diện mạo mới, một thân hình mới và hiện nay họ đang tràn trề sức sống để có thể cùng chào đón quý vị và các bạn đến với một đêm nhảy thật tuyệt vời. Xin một lần nữa một tràng pháo tay nồng nhiệt cho 7 gương mặt rất là dễ thương của chúng ta thưa quý vị. Và chương trình tuần này sẽ có những phần thử thách đặc biệt dành cho các bạn thí sinh mà tôi nghĩ là chưa bao giờ các bạn ấy nghĩ là các bạn có thể vượt qua được những cái khó khăn này. Bởi vì thử thách của tuần lễ này là luyện tập tại thao trường. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chào tất cả các bạn. Hôm nay các bạn sẽ phải vượt qua tất cả thử thách trên thao trường. Chúc tất cả các bạn thành công. Đã là thao trường thì rất là cực khổ và rất là nặng nhọc. Khi mà nghe thì mình đã rất là sợ. Đây là một trong những trải nghiệm rất là mới lạ và đặc biệt. Cái môi trường đó rất là khắc nghiệt và rất là khó khăn. Mình vừa đu lên mình không thể kéo cái thân mình lên nữa. Cảm giác là hai cái bắp tay của mình là buồn rủn hết cả ra luôn. Thấy là muốn mặc ngửa và nằm luôn rồi. Hai bàn tay của mình trà xước và rất là đau. Trời ơi, làm sao mà chưa qua được, quá trời chấm gai. Cái người mình cái bề dày mình rất là dày, mà chấm gai thì nó rất là thấp. Cho 3 phút mà để làm hết tất cả địa hình thì không thể. Cảm giác là không thở nổi, mặt mũi là tối sầm hết ở lại. Mình gần như là không còn đủ sức để có thể mở cái chân. Nó đòi hỏi một cái sự dẻo dai, khéo léo. Cái thử thách lấy nước mắt của mình đó là đu dây tự thần. Khi mình dính vào, đẩy xuống luôn. Và mình ở trạng thái rơi tự do. Tự nhiên mình rớt xuống một cái tấm mà mình bị hoảng quá, khóc như em bé mới sinh. Thử thách ngày hôm nay mình cảm thấy vô cùng ý nghĩa. Được học được những kỹ năng rất là mới, rất là bổ ích. Rất biết ơn chương trình đã giúp mình hoàn thiện được những cái mà trước giờ chưa bao giờ mình nghĩ là mình làm được. Thưa quý vị, chúng ta có thể thấy được những giọt mồ hôi chảy trên gương mặt của các bạn. Và rõ ràng đó là những giọt mồ hôi của sự phấn đấu, của sự vượt qua chính bản thân mình. Chưa bao giờ tôi thấy là các bạn thí sinh lại có quyết tâm nhiều như trong lúc này. Bởi vì các bạn ấy đã gần đi đến những chặng đường cuối của bước nhảy ngàn cân năm nay. Trong chương trình đêm nay, chúng ta sẽ chào đón một chủ đề mới với phần Social Dance. Còn ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng hướng về quả cầu long lanh ở đằng kia để chúng ta cùng chào đón ban giám khảo. John Huy Trần, giám khảo Đàm Vĩnh Hưng. Thưa quý vị, bình thường là chúng ta sẽ có 3 giám khảo và dĩ nhiên giám khảo khách mời đa số toàn người đẹp thôi. Nào là nam thần Nhu Phước Thịnh, nào là các hoa hậu, các người đẹp bốc lửa như Lý Nhã Kỳ, Phạm Hương, Lan Khuê, Hồ Ngọc Hà.
Và ngày hôm nay, thưa quý vị, sẽ chưa bao giờ có một nhan sắc nào động trời tới như vậy. Chúng tôi mời toàn thể quý vị và các bạn hãy cùng chiêm ngưỡng nhan sắc bất biến theo thời gian, vượt không gian, vượt thời gian, vượt sông, vượt gió, vượt những cơn mưa rào, vượt tất cả để đến đây. Một siêu người mẫu, cao 1m85, chân dài tới nách, mời quý vị cùng gặp gỡ. Mới mà giới thiệu người mẫu hoa hậu mà ra chị chùi dữ vậy chị? Dạ, à. Dạ. Em là hoa hậu Thương Thiện. À, chị dạ. Tên gì? Hương. Tên là Hương hả? Phạm Hương thì đẹp rồi. Dạ. Còn em là cái gì Hương? Anh muốn Phạm gì cũng được hết trơn á, để có chữ Hương. À, em là Phạm Lỗi hả? Không, em có lỗi gì đâu, Phạm. Sao ra chà dữ vậy? Tại vì em định vô đêm thi á, nhưng mà tại vì ban tổ chức thấy em Thương Thiện dễ thương quá. Và thông báo là có hai cái anh giám khảo đó, ảnh hơi chặt chém thí sinh. Cho em mời em lên để em thân thiện bớt, em kéo lại. Các bạn thấy như thế nào về siêu mẫu này ạ? Quá tuyệt vời. Hưng cũng nói cho Hưng nghe. Sao tự nhiên về tập hết vậy ta? Anh sẽ rất là vui khi mà có Hưng ngồi đây đêm nay. Tao hơi hay xa hay. Hey, hey, nói hey, Hương, Hương hey, kêu kìa. Bài vừa rồi của em rất là thú vị, rất là hay. Tôi nhìn thấy rằng là cái nó chỉ nghiêng về phần biểu diễn thôi. Yeah. Chứ còn nhảy nhót chả ra cái gì cả. Sao mới vô dập dữ vậy trời. Vô dập liền. Cho em về để em có cơ hội dập lại đúng không? Mày lại đi chứ. Dạ, em về, em mày một lại. Cặp tay cho dạ. Giám khảo Việt dạ, Hương. Nha, em về mà em chặt. Dạ. Thưa quý vị, chúng ta thấy là trong các tuần lễ thì hầu như là hai giám khảo nam gọi là nắm chủ tình hình. Nên các người đẹp đến đây thường đa số là họ thùy mị, hiền diệu. Nhưng ngày hôm nay, người đẹp làng hài, vẹt hơn có mặt. Thì hy vọng là mới nãy bị chặt nữa chứ. Thì không biết là đêm nay Việt Hương sẽ có thể đứng dậy để mà chống đối lại hai anh không? Không biết tại sao đúng là cái hơn á, hôm nay Hương, Hân, Hy, ba chữ H ngồi đây. Cho nên là tôi sẽ nương theo chiều gió. Gió chiều nào Hương sẽ nương theo. Cản gió quá thì giờ nược chiều gió sẽ gãy cờ thôi đúng không? Và quan trọng là hai cây cờ kế bên tôi như thế nào. Bây giờ tùy coi sao là mình xử nha. Vâng, xin một lần nữa chào đón giám khảo Việt Hương đến với chương trình Bước Dậy Ngàn Cân năm nay. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ có một tiết mục được giám khảo lựa chọn là xuất sắc nhất tuần qua. Chúng tôi xin được mời giám khảo John Huy Trần và Đàm Vĩnh Hưng đưa ra quyết định của mình. Tuần trước là mình có xem nhiều bài jazz khác nhau. Lyrical jazz, afro jazz, jazz đương đại. Nhưng tuần trước nó có một bài duy nhất nó rất là đúng cái thể loại jazz, cổ điển jazz. Và bài đó là của Mai Trang và Minh Hiền. Xin được chúc mừng cho Mai Trang. Và quý vị nào đã bình chọn cho Mai Trang thì chúng tôi đã chọn ngẫu nhiên ra một số thuê bao để chúc mừng quý vị nhận được giải thưởng 10 triệu đồng của chương trình. Và thưa quý vị, chủ đề của chương trình hôm nay là social dance. Như vậy thì với góc độ chuyên môn thì anh John Huy có thể cho mọi người biết social dance nó là những cái bộ môn nhảy gồm những cái thể loại nào ạ? Cái từ social nó rất là social. Xã hội. Dạ, là nói chuyện với nhau, gặp nhau, đi chơi với nhau. Và party dance, một cái gì đó rất là vui vẻ. Nó cũng có một cái kỹ thuật riêng. Mấy cái social dance này mình có thể có salsa nè, bachata, merengue, mấy cái thể loại như vậy. Mình cũng có mấy cái party dance là mấy cái thể loại vui vẻ. Disco. Nó cũng, disco, đúng rồi. Popping nè, locking, whacking. Nhiều thể loại như vậy. Có nghĩa là ngày hôm nay là chủ yếu là thoải mái và tạo ra không khí là yes, chính. Máu lửa và vui vẻ. Còn chị Việt Hương khi mà đến với chương trình chị cảm thấy như thế nào về cái việc giảm cân? Có bao giờ chị phải khổ sở về cái điều này chưa? Có chứ. Vì trước tiên là cái này là thiệt tình. Cái này là thường là người châu Á mình rất thích ăn cơm. Nhưng mà cỡ khoảng 4-5 năm nay là Việt Hương giảm hẳn, không có ăn
cơm. Có nghĩa là chị không ăn cơm dạ, nhiều. Dạ, hoàn toàn không ăn cơm, nhưng mà chuyển qua bánh mì với lại xôi không rồi đó. Luôn. Tại vì thật sự ra mà nói cơm là một cái món ai nghe thì mình có vẻ là thấy cơm bình thường mà, nhưng mà thật sự ra thèm lắm. Nếu mà nói về ẩm thực ở đây thì chắc là Đàm Nhi Hưng là sành ăn nhất. Theo anh thì anh có cái chế độ ăn nào mà để cho mình cảm thấy là nếu như những lúc mà mình tăng cân mình sẽ ăn để đỡ ngán nhưng mà mình vẫn có thể giảm cân được không? Em đi thầy. Ủa, chị biết em, luôn hả? Dạ, cho em xin vạch mặt người kế bên. Vạch hả? Anh nói em là không có ăn bột á, cho nên không biết hôm nay có mặt của mình. Hồi nãy mới tặng cho em vịt chè nước cốt dừa. Em ăn rồi. Bí quyết còn á. Nếu nói về sành ăn thì Hương nghĩ là Trấn Thành phải là quán quân. Thật ra thì có những lúc Hương cũng bị lên cân tập thể dục. Vậy có nghĩa là quan trọng nhất vẫn là tập thể dục. Tập thể dục, dạ. Và cái lượng ăn. Đúng tại rồi. Vì hai người này tôi biết chắc là không bao giờ, có bao giờ mà sanh con hết. Hai người đã sanh con, bí quyết luôn. Vì Hương là lên tới 24kg. Cho nên là khi mà tập đó là nhờ cái ông huấn luyện viên nhà mình. Ông cho ăn ngày 6 bữa. Một trái táo họ cũng tính một phần, mà một trái chuối cũng tính một phần luôn. Cho nên là 6 bữa ăn mà chỉ được tính như vậy thôi là xuống liền, mà họ tập rất là hay. Có chứ. Nghĩa là ăn thì ăn, làm sao mà cái lượng tập phải nhiều hơn cái lượng ăn. Cái đầu ra đúng nó phải ít hơn cái đầu vô thì mới ốm được. Dạ, đó là một cách. Còn Hương ăn rau câu mà nó rau có... câu. Dạ. Hợp lý. Nó không có bột nè, không có quá ngọt, không có nước dừa. Rau câu trong thôi, vừa mát, lại nó đầy nhanh, no nhanh nữa. Dạ, đó là cái lựa chọn. Chẳng hạn như là rau câu bánh lăng nè, hay rau câu phô mai, rau câu dừa. Vâng, thưa quý vị, và như hứa hẹn thì chúng tôi ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị và các bạn một buổi social và party dance rất là tươi trẻ. Và xin cảm ơn những lời chia sẻ của bà và giám khảo. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau vài phút. Quý vị đừng chuyển kênh nhé. Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành.